Sáng qua tôi dạm ngõ, chính thức mở lời với nhà gái để bàn chuyện lâu dài sau này với người yêu tôi. Tối đó mẹ tôi có dạy, con đừng kể mấy chuyện của con với người cũ, không người yêu nó lại ghen tuông hoặc ám ảnh tới tận sau này đấy. Tuy có ý tốt, nhưng lời khuyên của mẹ đã quá muộn khi ngay từ đầu mối quan hệ tôi đã kể với em, người yêu hiện tại, mọi chuyện. Cả những chuyện về hai mối tình cũ và phần góc tối mà ngay cả mẹ tôi, người gần gũi tôi nhất trong gia đình cũng khó khăn trong việc chấp nhận. Mẹ tôi, cũng như không ít người quen xung quanh tôi, đều coi những sai lầm trong quá khứ là một điều gì đó đáng xấu hổ và luôn làm mọi cách để tránh đề cập tới nó hoặc che giấu nó để rồi luôn sống trong sự lo sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bị lộ ra. Tôi thì khác. Tất cả những sai lầm trong quá khứ, khi mắc phải tôi đều cảm thấy rất tệ. Nhưng sau này tôi lại cảm thấy may mắn vì đã có những lỗi lầm đó. Bởi có chúng thì mới có tôi bây giờ. Sau mỗi lần vấp ngã, sau khi gặm nhấm hết nỗi đau của sự nhục nhã, sự bất lực, tôi ngồi lại và tự kiểm điểm những chi tiết mình đã làm sai để loại bỏ nó ra và tự chui vào vỏ bọc trở thành một con người mới hơn, tốt hơn. Tôi vẫn nói với cô người yêu, với mỗi điểm em yêu ở anh đều có công sức của những người cũ của anh. Anh đã từng mắc nhiều sai lầm với họ và sửa chữa chúng thành những điểm mà em yêu bây giờ. Tức là em đã từ chối chấp nhận một phần làm nên anh ở hiện tại, đồng nghĩa với việc tình yêu của em chỉ là nửa vời. Thật may, cô ấy là người hiện đại, tự tin và đón nhận những chuyện cũ của tôi với một tâm thế tò mò hơn là đánh giá. Tôi thấy rằng, kỹ năng chấp nhận sự không hoàn hảo của mình là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Có thể giảm tải cực nhiều stress cho bản thân, đặc biệt là trong xã hội đầy cạnh tranh như ngày nay. Khi bạn biết chấp nhận những sai lầm hay minh chứng của sự không hoàn hảo của mình, bạn sẽ không còn phải lo nghĩ về cách biện minh hay là che giấu chúng. Hàng ngày bạn sẽ không còn phải cố diễn một vỏ bọc hoàn hảo không tì vết. Và khi đó, hệ quả dẫn theo là bạn sẽ tự tin hơn về bản thân tới mức nó có thể thay đổi cả dáng đi đứng của bạn. Khi bạn biết làm bạn với sai lầm của mình, bạn sẽ biết đón nhận những lời nhận xét, góp ý của người khác với một tâm thế khách quan và cầu tiến. Thay vì làm gì có chuyện tôi sai được, thành trước kia mình đã từng sai lầm, biết đâu lần này mình cũng sai. Hãy thử cân nhắc lời nhận xét ấy xem sao. Bạn sẽ triệt tiêu được những sự tự ái không nên có và tự trao cho mình một cơ hội được học hỏi thêm. Bạn sẽ thấy những người xung quanh bạn đầy ắp những bài học quý giá và ngay cả là ở một đứa nhóc 5 tuổi. Khi bạn đã hiểu được những giá trị vô cùng đẹp đẽ của những sai phạm của mình, bạn sẽ không còn muốn ép mọi người phải làm theo ý mình nữa. Bạn vẫn sẽ muốn đưa ra những lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm của mình, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ nếu người được khuyên lựa chọn làm khác đi. Bởi vì bạn biết rằng kể cả người đó có mắc sai lầm vì không nghe theo ý bạn, thì đó vẫn là một điều may mắn, rằng người đó đã nhận được một món quà quý giá. Và bạn đâu muốn tước đi hết những món quà giá trị của người khác đúng không? Các chiến binh tự hào về những vết sẹo trong chiến tranh vì những vết sẹo đó đã tạo nên nền độc lập cho đất nước ngày nay. Nếu bạn cũng có những sự tự hào tương tự với những sai lầm, những khuyết điểm của mình, thì bạn tôi ơi, bạn đang tỏa sáng rồi đấy. Tôi không chúc các bạn có một cuộc sống bằng phẳng, không một biến cố, vì như vậy vừa phi thực tế lại vừa không hẳn là một điều tốt. Tôi xin chúc các bạn mắc những sai lầm vừa đủ và có những lần phải nói câu, công nhận lúc ấy mình sai thật. Và đó là những chia sẻ của tác giả. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn muốn đọc nhiều nội dung thú vị hơn, hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!